Hello, xin chào tất cả anh em. Lại là em Huệ, shop linh kiện tháo máy nhé. Hôm nay thì em lại về được một số mặt hàng tháo máy công nghiệp, xin phép được chào bán cho anh em nhé. Đấy, có rất là nhiều này, bình inox, máng, thanh nhôm, cánh cửa cho anh em nhé. Đấy, có những tấm phíp này, nguồn tổ ong này, ổ cắm các kiểu anh em nhé, rất là nhiều linh kiện bên này cũng rất là có nhé, rất là có nhiều nhé. Đấy, vẫn như thường lệ nhé, anh em để ý ở cái góc bên trái bên trên màn hình nhé, 8 giờ tối ngày chủ nhật thì em sẽ live stream quay số trúng thưởng hàng tuần cho mọi người nhé. Và tuần này thì phần quà sẽ là một bộ bánh xe chịu tải đó, một bộ bánh xe chịu tải khoảng hơn 2 tấn cho anh em nhé. Thì em sẽ lau chùi dọn dẹp sạch sẽ thì sẽ lên video quay chi tiết bộ bánh xe cho anh em nhé. Đấy, rồi anh em mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại là 0353730000. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay mã đầu tiên lên cho anh em đó là mã S1 này, có giá là 30.000 đồng, 30.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những cái con lăn như thế này này, con lăn này, đế được làm bằng inox anh em nhé. Cái đế này này nó được làm bằng inox nhé, kích thước là 7,3 này nhân với 4 cm này, độ dày là 7 mm nhé, độ dày là 7 mm. Đây là một con lăn bằng nhôm, đường kính là 4 cm và độ dày là 1,8 cm nhé, mà là 18 mm. Đấy, con bi này này anh em về có thể làm những con bi tì này, đấy, hoặc là làm tăng chỉnh những con băng tải này. Ở đây thì có 4 cái vị trí bắt ốc cho anh em nhé. Đó, anh em có thể làm những con bi tì đè đây, trên máy nó tì đè này, nó bị mòn cái lớp anốt, nó chỉ bị mòn cái lớp anốt thôi nhé. Đây, cái này nó vẫn phẳng phẳng lì, nó chỉ mòn cái lớp anode của cái nhôm đi thôi. Đấy, mã S1 nhá, 30.000 đồng một cái nha, em có số lượng khá là nhiều ở đây cho anh em này. Tiếp theo là mã S2 nhá, sẽ có giá là 340.000 đồng một cụm nhá. Ở đây thì em có những cái cụm đợi tí em sẽ đo kích thước xong rồi em sẽ cho nguyên lý hoạt động anh em nhé. Kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 40 cm này. Đấy, phần chiều ngang đây là 22 này, và phần độ dày lớn nhất nó sẽ là 6 cm nhé. Đấy, nó hoạt động theo cách như thế này. Ở đây có một cái tay quay này, anh em vặn nhé. Đây, cơ cấu nó chuyển động như thế này này. Đấy, tất cả chuyển động được làm bằng bạc đạn và vòng bi nhé. Đấy, sau đó nó sẽ xoay. Khi mà nó xoay ấy, đây anh em nhìn thấy nhá, nó cái này này, cái này xoay cái này thì cái này nó cũng sẽ xoay theo này. Đấy, nó xoay theo nhé, thì cái này nó sẽ đẩy lên đẩy xuống. Đó. Ở đây có thêm một con lăn bằng nhôm nữa nhé. Kích thước chiều dài tổng thể của nó là 19,5 cm này. Và đường kính con lăn bằng nhôm này nó sẽ là 3,8 cm nhé. Đấy. Rồi, đây em sẽ quay. Đó, mã S2 nhé, 340.000 đồng một cụm này. 340.000 đồng một cụm này, em có 2 cụm nhé. Đấy. Tiếp theo là mã S3 này, em có những cái đầu nối lắc léo ở đây này. Giá là 90.000 đồng 6 cái anh em nhé, 90.000 đồng 6 cái đầu nối lắc léo nhé. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 10 cm nhé, 10 cm. Đấy, mã S3 90.000 đồng 6 cái cho anh em. Tiếp theo là mã S4 này, sẽ có giá là 60.000 đồng 1 cái này, em có những cái trục trượt nhé. Đấy, trục trượt có chiều dài ở đây sẽ là 37 cm nhé, chiều dài là 37 cm. Đường kính ở đây là 16 mm nhé, đường kính là 16 mm. Đấy, hai đầu thì có taro lỗ gen nhé. Hai đầu thì có taro lỗ gen rồi anh em nhé. Mã S4 này sẽ có giá là 60.000 đồng một cái trục trượt dài như thế này. Đấy,
Tiếp theo là mã S5 cho anh em này, có giá là 10.000 đồng một cái tay. Cái tay bằng inox nhé. Đây, nó hơi móp một chút này. Đấy, và xước một chút nhé. Đấy, kích thước chiều dài ở đây là 14 này, chiều rộng ở đây là 8,5 cm nhé. Đây, cái tay ở đây là cầm để kéo ra giống như âm vào những cái ngăn cửa, ngăn tủ nhé. Mã S5 có giá là 10.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã S6 này, có giá là 60.000 đồng. 60.000 đồng 4 cái nhé, 60.000 đồng một bộ 4 chân này. Bốn cái chân này thì nó có thể tăng chỉnh ở đây, anh em có thể tăng chỉnh ở đây, hoặc toàn bộ được làm bằng inox anh em nhé. Kích thước phần đế là dài 6 cm này, và rộng là 3,5 này, chiều cao tổng thể là 6,5 cm nhé. Đấy. Đường kính trục ren này là 10 mm nhé, nghĩa là nó đang là 9, mấy, do cái thước của em nó bị lệch một chút, thước củi bắp một chút. Đấy, nó là 10 mm anh em nhé. Đấy, ở đây thì có hai con ốc luôn này, hai con ốc có một vài cái lông đen sẵn cho anh em này. Đó, độ dày của inox này là 6 mm anh em nhé. Độ dày của inox là 6 mm. Đấy, mã S6 này sẽ có giá là 60.000 đồng 4 cái nha, một bộ 4 chân ấy là 60.000 đồng. Ở đây thì có những cái lỗ để cho anh em bắt ốc nhé. Đấy, mã S6 có giá là 60.000 đồng 4 cái này nhé. Em cũng có một ít này thôi. Rồi, tiếp theo là mã S7 này, những cái ke inox nhé, những cái ke góc bằng inox nhé. Độ dày ở đây nó sẽ là 5 mm nhé. Độ dày inox ở đây là 5 mm này. Đấy, chiều rộng là 6 này, phần này cũng là 6 này, và chiều này nó sẽ là 5 nhé. 5 cm này, 6 cm này, rộng cũng là 6 cm này. Đó, rất là dày, dày 5 mm nhé. Con lỗ ở đây cho anh em bắt ốc nữa này. Đấy, một cái ke một bộ 4 cái nha, 100.000 đồng. Mã S17, xin lỗi anh em, mã S7 nhé, sẽ có giá là 100.000 đồng 4 cái nhé. Tiếp theo là mã S8 này. Mã S8 có giá là 70.000 đồng một bộ 4 chân. 4 chân này cũng là thuộc dạng chân tăng chỉnh, nó khác chân này một chút thôi. Đấy, chân này thì một con ốc này nó cố định ở đây, con này thì nó vẫn lơ lửng được ở bên ngoài. Đấy, con này cao hơn thôi và đế hình tròn thôi. Đấy, kích thước chiều cao ở đây là 12 cm nhé. Đường kính đế là 4,8 nhé, và đường kính trục ren là 10 mm anh em nhé. Đường kính trục ren là 12 mm nhé. 12 mm. Đấy, mã S8 có giá là 70.000 đồng 4 cái nhé, 70.000 đồng 4 chân nhé. Tiếp theo là mã S9 này, sẽ có giá là 140.000 đồng một tấm nhé. 140.000 đồng một tấm nhôm, có chiều dài ở đây sẽ là 47,4 cm này, chiều rộng ở đây là 9 và độ dày là 12 mm, 1,2 cm nhé. Mã S9 nhé, có giá là 140.000 đồng. 140.000 đồng một tấm như thế này nhé. Đấy, 140.000 đồng một tấm mã S9 nhé. Mã S10 sẽ có giá là 170.000 đồng một tấm này. Hình dáng nó rất là đẹp này, nó đối xứng hai bên như thế này, có lỗ ở giữa nhé. Đấy, kích thước chiều dài ở đây sẽ là 48,6 cm này, chiều rộng nó sẽ là 8 cm, và độ dày vẫn là 12 mm, 1,2 cm nhé. Mã S10 có giá là 170.000 đồng một tấm như này. Tiếp theo là mã S11 này. Mã S11 sẽ có giá là 120.000 đồng 2 tấm lưới nhé. 120.000 đồng 2 tấm lưới bằng inox này. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 55,5 cm này, 55,5, chiều rộng ở đây là 19 cm nhé. Đấy, tấm lưới thì có hơi móp một chút ở đây, nó bị bung mất một vài cái thanh lưới ở đây này. Đấy, bị do là nó va trên máy, nó va chạm, thế nên nó sẽ bung một hai cái ở góc nhá. Đấy, bên này cũng thế, bên này cũng bung một cái này do nó bị va chạm một hai cái này. Nó mã S11 sẽ có giá là 120.000 đồng 2 tấm nhé.
Tiếp theo là ở đây em có mã S12 này. Mã S12 có giá là 260.000 đồng. 260.000 đồng một cái tay gá màn hình. Đấy, tay gá màn hình của Đài Loan anh em nhé. Tay gá màn hình máy vi tính rồi nhá. Nó chỉ gá được màn hình máy vi tính thôi. Đấy. Giá là 260.000 đồng mã S12 cho anh em nhé. Đấy, gá màn hình máy vi tính thôi nhá. Đầy đủ. Rất là đẹp cho anh em. Mã S12 260.000 đồng. Tiếp theo mã S13 này sẽ có giá là 120.000 đồng. 120.000 đồng một cái cụm mà cơ cấu ở đây, có cơ cấu nó lên xuống này. Dập lên, dập xuống, khóa khiếc, có ray trượt, bi trượt các kiểu ở đây nhá. Kích thước tổng chiều dài của nó sẽ là 13,5 này. Chiều rộng là 9 và độ dày toàn bộ nó sẽ là 11. Cái tay này thì anh em về có thể tháo ra nhé, hoặc là để lại cũng được. Đấy, mã S13 120.000 đồng một cụm này, rất là nhiều những cái chi tiết này. Đấy, vòng bi bạc đạn, lò xo các kiểu ở đây. 120.000 đồng một cụm này nhé, em có hai cụm thôi. Tiếp theo là mã S14 nha, sẽ có giá là 600.000 đồng. 600.000 đồng một bộ 4 bánh xe. Một bộ 4 bánh nhá. Đấy, kích thước chiều cao bánh ở đây sẽ là 11,5 cm nhá. Bánh thì được dùng bằng vòng bi thế nên mà rất là mượt và rất là êm nhá. Đấy. Mặt bích bên trên thì có kích thước là 9,5 x 9,5 vuông này. Đấy, đường kính bánh ở đây là 7 cm này, 7,5 cm và độ dày bánh là 3,8 nhá. Đấy. Đo lại cái đường kính một chút anh em nhé, là 7,5 cm nhé. Đấy, mã S14 này có giá là 600.000 đồng một bộ 4 bánh xe nhé. 4 bánh xe. Đấy. Có chân đế tăng chỉnh nha anh em nhé. Nó được làm bằng nhôm rất là nhẹ thôi. Tiếp theo là mã S15 này, có những cái gá bắt động cơ nhé. Đây, gá bắt động cơ làm bằng inox anh em nhé. Gá bắt động cơ cho những con motor giảm tốc ấy. Đó. Đế thì có 4 vị trí bắt ở đây này, 1, 2, 3, 4 này. Ở đây thì có vị trí gắn động cơ này, có thể di chuyển xịch, xê xịch ngang này, nó làm lỗ dài nhé. Kích thước chiều dài là 11,5 này, phần đế nhé. Rộng là 4,5 này. Chiều cao tổng thể là 7,3 cm nhé. Inox rất là dày, dày 5 mm và 4 mm nhé. Đấy. Mà S15 có giá 80.000 đồng một cái ke góc này. Đấy. Tiếp theo là mã S16 này sẽ có giá là 200.000 đồng một cái khớp nối như thế này. 200.000 đồng một cái khớp nối có kích thước chiều dài. Xin lỗi anh em, kích thước đường kính là 8,8 cm này. Chiều cao của nó là chiều dài đấy là 7,7 cm anh em nhé. Đấy. Hai đầu lỗ nó sẽ là 25 mm này và 22 mm, có nghĩa là trục phi 22 đầu này và phi 25 ở đầu này nhá. Đó, phi 22 nối phi 25 anh em nhé. Đấy. Giá là 200.000 đồng mã S16 nha, một cái khớp nối rất là to này. S16 200.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã S17 này sẽ có giá là 80.000 đồng bốn cái trục nhôm nhé. Trục nhôm được anode màu đen, có kích thước chiều dài tổng thể là 19,8 nhé, 19,8 tính cả đầu gen này nhé. Đường kính là 2 cm nhé. Đường kính là 2 cm này. Đấy, đường kính là 2 cm nhé. Đường kính gen ở đây là 80 mm nhé, có nghĩa là ốc cái đường kính gen này là gen M8 này. Giá là 80.000 đồng 4 cái nhé. Mã S17 nha em nhé, 80.000 đồng 4 cái nhé. Tiếp theo là mã S18 này sẽ có giá là 30.000 đồng. 30.000 đồng một cái tay sách như thế này. Đấy, tay sách được làm bằng thép anh em nhé, được làm bằng thép thế nên mà ở bãi thế nên mà nó có bị han một chút này. Đấy.
bản của cái đế nó sẽ là 11 cm này. Rộng là 4 anh em nhé. Đấy, có lò xo ở bên trong đấy, anh em có thể gạt nhé. Có rất là nhiều lỗ ở đây cho anh em có thể bắt vào các thiết bị thùng thiếc để sách nhé. Mà S18 30.000 đồng một cái nhé, 30.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mà S19 này, em có những cái thanh nhôm bo cạnh cho nhôm 3 nhé. Nhôm 3 bo cạnh này, vuông 3 cm bo cạnh như thế này này. Đấy, giá là 120.000 đồng 4 thanh nhé. 120.000 đồng 4 thanh, có chiều dài là 22,2 cm nhé. Mã S19 120.000 đồng 4 thanh nhé. Tiếp theo là mã S20 sẽ có giá là 10.000 đồng. 10.000 đồng một cái nhé. Đấy, 10.000 đồng một cái bản lề. Bản lề vuông 4 anh em nhé. Bản lề vuông 4 này, loại nhỏ rất là đẹp này. Đấy, mà S20 nhé, sẽ có giá là 10.000 đồng một cái cho nha. 10.000 đồng một cái bản lề nhé. Bản lề nhôm thau máy, kích thước là 4x4 nhé. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo là mà S21 này, sẽ có giá là 160.000 đồng. 160.000 đồng một cặp ray trượt này. Cặp ray trượt này có chiều dài của nó sẽ là 28 cm nhé, 28 cm. Ray trượt này là ray bản 15 và độ dày của nó là 13 mm. Ray 15 x 13 nhé. Đấy, độ dài là 28 cm. Đấy. Mà S21 có giá là 160.000 đồng một cặp nhé. 160.000 đồng một cặp mà S21. Tiếp theo là mã S22 này, sẽ có giá là 380.000 đồng một cặp này. Ở đây thì em có những cặp ray trượt của THK Nhật Bản nhé. Cặp ray Summit THK Nhật Bản nhé. Hàng hơi có một chút ố nhé. Ray này là ray bản 20 anh em nhé. Ray bản 20 và độ dày của nó là 15. Ở kích thước chiều dài là 40 cm anh em nhé. Giá là 380.000 đồng một cặp nhé. 380.000 đồng một cặp. Mã S22 anh em nhé. Tiếp theo là mã S23 này sẽ có giá là 150.000 đồng. 150.000 đồng một bộ nhé. Một bộ ở đây thì em có những cái van điều áp này. Van điều chỉnh áp ở đây này. Và một cái đồng hồ áp của Autonic nhé. Đấy. Ở đây thì nó có vặn điều áp ở đây nhé. Áp thì nó chịu đựng là 9,9 kg trên cm vuông nhé. Đấy, hàng của Hàn Quốc sản xuất nhé. Đó, đồng hồ áp và đồng hồ áp này. Và một cái điều áp này. Đấy, đồng hồ áp thì sử dụng điện từ 12-24V anh em nhé. 12-24V có dây điện ở đây nhé. Đấy, một cụm như này này gồm một đồng hồ điều áp này. Đấy, và một cái van điều áp này, một cái đồng hồ hiển thị áp nhé, và một cái cái van điều áp này, giá là 150.000 đồng một cụm như thế này. Đấy. Tiếp theo là mã S24 này, sẽ có giá là 70.000 đồng. 70.000 đồng một cái bảng nút nhấn nhé, sẽ gồm 1 2 3 4 5. Ở đây là 4 nút nhấn và một cái nút dừng khẩn cấp ở đây này. Đấy, kích thước chiều dài là 32 cm nhé, và chiều rộng là 4,5 cm. Đấy, giá là 70.000 đồng một bảng mã S24 anh em nhé. Mã S24. Tiếp theo là mã S25 sẽ có giá là 40.000 đồng một cái này. 40.000 đồng một cái. Ở đây thì em có những cái ống nhé. Cái ống chuyển từ cái gen 21 anh em nhé. Ống này là gen 21 này. Đấy, chuyển từ cái gen 21 cứng nhé. Có nghĩa là một đầu nối 21 này, và đầu này nó sẽ chuyển thành là cái ống, nó sẽ ôm những cái ống mềm ấy. Đây, nó chuyển thành ôm những cái ống mềm. Đấy, nó có đầy đủ phụ kiện nhé. Nó chuyển sang ôm những cái ống mềm nhé. Chất liệu là inox 316 anh em nhé. Nó chuyển sang ôm ống mềm. Đấy, từ ống cứng này chuyển sang ống mềm của trong nhà máy nhé. Đấy, gen này là gen 21 thông dụng này. Gen này là gen chuyển sang cái ống mềm để kẹp ống mềm đó, để chịu được áp lực cao, nên mà cái ống nó không như những cái đầu kẹp bình thường của mình đâu. Đó, giá là 40.000 đồng một cái nhá, mà S25 anh em nhé. S25 đây, đang còn đầy đủ nắp bịt, còn túi còn nguyên anh em nhé.
Inox 316 thì rất là bền luôn anh em nhé. Mã S25 40.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã S26 có giá là 280.000 đồng này. Ở đây thì em có một cái van của SMC Japan này. Đấy, van này thì sử dụng điện 220V để cấp ở đây. Bị cắt hơi cụt một chút. Trên thợ họ cắt hơi cụt nhé. Đấy, van bằng đồng vàng nguyên khối. Đấy. Đấy, hàng của SMC anh em nhé. Đấy, chịu được là từ 0,5 đến 20kg trên cm khối, có nghĩa là 2 MPa nhé. Đấy. Đấy, nước cũng được này, khí cũng được này, dầu thì nó chịu được này. Đây này anh em nhìn thấy à, water này là nước nha, chịu được là 20 cân này. LT oil này có nghĩa là dầu này thì nó chịu được là 1,5 MPa, có nghĩa là 15 cân này. Đấy, còn for air có nghĩa là khí này cũng chịu được 20kg nhé. Đấy, hàng của Nhật Bản. Đó, những cái van bằng đồng rất là đẹp SMC. Mã S26 280.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã S27 nhé, sẽ có giá là 200.000 đồng. Một cụm van điều khiển bằng khí này. Ở đây thì nó sẽ cấp khí vào hai cái lỗ này. Anh em lắp những cái gen đầu 9mm vào đây để cấp khí đóng mỡ cho cái này, phạch cái này. Đó, ở đây thì hai gen này là gen ống 21 đây. Ống 21 thì cái này thì nó sẽ vừa nhé. Đây, gen ống 21 thì cái này nó sẽ vừa anh em nhé. Đấy, hàng vừa khít. Đấy. Đó, mã S27 200.000 đồng một cụm nhé. Hai đầu gen 1/2 ống 21, chất liệu toàn bộ bằng inox nhé. Đấy, cái này là van đóng mỡ bằng khí này. S27 200.000 đồng một cụm như thế này nhé. Tiếp theo là mã S28 này, sẽ có giá là 70.000 đồng. 70.000 đồng một cái khởi động từ của SIN này, khởi động từ của CHINT này. Đấy. À, con này thì 16A nhé, à 12A anh em nhé. Đấy, con này SIN 12A, 12A cho sử dụng điện 220V và 380V nhé. Nếu mà sử dụng điện 680V thì nó lại chỉ còn có khoảng 9A thôi nhé. Đấy, dòng cực đại là được 25A nhé. Dòng cực đại là được 25A, có nghĩa là khởi động lúc đầu nếu mà chưa đến 25A thì nó vẫn ok nhé. Còn dòng duy trì của nó là 12A. Đấy. Coi này thì là coi 220V này, coi sử dụng điện 220V này. Đó. Mã S20 có giá là 70.000 đồng một cái, khởi động từ của SIN nhé. À xin lỗi nhầm, mã S28 như hình nhầm một chút nhé. 28 nhé. 70.000 đồng một cái nhé, khởi động từ 12A. Rồi, tiếp theo là mã S30 nhé. Mã S29 này thì bên em bán rồi, cái bơm này thì bán rồi. Mã S30 nhé, sẽ có giá là 800.000 đồng. 800.000 đồng một bộ màn hình này, Acura nhé. Đấy, một bộ màn hình Acura Rotech này. Đấy, cho anh em về lắp đặt thiết bị. Đấy, con này thì có thể là sử dụng được điện 3 pha này. Có thể sử dụng được điện 3 pha này, đo được điện 3 pha này, 1 pha này. Đo được điện 3 pha và 1 pha nhé. Dòng lớn nhất ở đây cảm biến đi theo là 100A nhé. Dòng cảm biến đi theo là 100A này. Đấy. Màn hình thì có thể điều xem được là dòng điện nhé. Anh em đợi em một chút cho nó dễ như thế này. Đây, em đã lắp đặt ở đây này. Đây, em đang lắp đặt ở trong trong gia đình nhé. Đang sử dụng nhé. Đây, nó sẽ sử dụng được điện 220V này. Hiện tại đang 270V này. Em đang sử dụng dòng là 2,4A này. Đấy, nó nhân lên là 510W nhé. 512-13W nhé. Đây là tổng cái số kilowatt em sử dụng từ trước đến nay khi lắp đồng hồ là 4869kW này. Đấy, nó rất là thông dụng thôi. Anh em về có thể sử dụng lắp điện cho gia đình. Một pha, hai pha đều được anh em nhé. Rồi, tiếp theo nhé. À, quay lại cái màn hình nhé. À, đi theo một cái dây điện này và một con đồng hồ, một con cảm biến này.
là 100 ampere nhé, cảm biến 100A này, nó sẽ là 800.000 đồng nhé, 800.000 đồng một bộ như thế này. Đấy. Tiếp theo là mã S31 này sẽ có giá là 450.000 đồng một cái quạt này. Quạt thì là quạt Futech của Đài Loan anh em nhé. Quạt Futech của Đài Loan này sử dụng điện 230V và công suất là 74W, 75W. Đấy, khung nhôm này, cánh bằng sắt nhé. Khung nhôm, cánh bằng sắt và có rất là nhiều cánh ở bên trong, thế nên mà quạt nó thổi rất là mạnh nhé anh em nhé. Kích thước đường kính, kích thước của quạt sẽ là 22,5 x 22,5, nó là vuông 22,5 và độ dày là 8cm nhé. Đấy, mã S31 450.000 đồng một cái nhé, 450.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã S32 này, em có những con át chống giật 16A của Sin này. Đấy, át chống giật 16A của Sin nhé, giá là 80.000 đồng, 80.000 đồng một cái nhé. Đấy, 80.000 đồng một cái cho anh em nhé, mã S32, công suất là 16A nhé. Tiếp theo là mã S33 này, em có một cái ổ cắm của Đài Loan sản xuất nhé, sử dụng điện 250V 13A này. Đấy, hàng khá là đẹp này, có công tắc on off ở đây này. Đấy, những cái phích cắm này thì nó sử dụng được rất là nhiều cái loại ổ cắm nhá. Ổ cắm nào nó cũng cắm được. Đó, trừ một cái ổ cắm duy nhất, đó là cái ổ cắm bếp từ của thằng Nhật. Đấy, trừ một cái bếp từ của thằng Nhật thôi. Nó cái bếp từ của thằng Nhật nó to quá, nó không vừa thôi. Còn lại là cắm được hết anh em nhá. Đấy, có thêm một cái đế sắt này. Đấy, để anh em gắn nhá. Đấy. Dây điện thì dài khoảng 1-2 mét gì đấy, 2 mét, anh em về có thể đấu lại sử dụng nhé. Đây, đấu phích cắm vào đây. Đấy, dây này thì chất điện là 1.5 thôi, dây 1.5 thôi nhé. Đấy, cái ổ này có giá là 200.000 đồng, mã S33 nhé. Tiếp theo mã S34 này, mã S34 sẽ có giá là 100.000 đồng cái ổ này này. 100.000 đồng cái ổ này nhá. Ổ này thì phích đúc nguyên khối nhá, phích đúc nguyên dây dài. Dây dài thì nó cũng chỉ có khoảng hơn 1 mét thôi. Thường trong nhà máy họ không yêu cầu dây dài lắm. Đấy. Trong nhà máy tiêu chuẩn của nhà máy ở Hàn Quốc nó chỉ là dài khoảng 1 mét đến 1 mét rưỡi thôi. Con này thì nó đang là 1 mét 3 nhá. Dây dài 1 mét 3 anh em nhá. Sẽ có 4 vị trí cắm vào một cái công tắc tổng ở đây này. On off này, công tắc này có đèn báo nhá. Đấy. Mã S34 nhá, 100.000 đồng một cái ổ như này, có phích đúc nguyên khối anh em nhá. Phích đúc nguyên khối này. Mã S34. 100.000 đồng, 100.000 đồng một cái nhá. Tiếp theo là mã S35 sẽ có giá là 50.000 đồng một cái nhá. Ở đây thì em có những cái ổ cắm của Hàn Quốc sử dụng điện 220V, công suất là 16A nhá. Đấy, ổ cắm này thì anh em có thể gắn vào bờ tường này, di chuyển chỗ nào cũng được. Đấy. Ổ cắm của Hàn thì nó chỉ sử dụng cho những cái chân tròn như thế này anh em nhé, chỉ sử dụng cho những cái chân tròn như thế này thôi. Chân tròn dẹt thì vẫn cắm được nha anh em nhé, chân tròn dẹt vẫn cắm được. Đấy, giá là 50.000 đồng một cái mà S30 nhé, mà S35 50.000 đồng một cái nhé. Đấy, mà S36 này, những cái loại ổ có hai vị trí cắm nhé. Đấy, đầy đủ tiếp địa anh em nhé, đây nó đầy đủ có tiếp địa bằng đồng này. Đấy, giá là 50.000 đồng hai cái anh em nhé, hàng của Hàn Quốc sử dụng điện 220V. Tiếp theo là mã S37 này, có giá là 480.000 đồng này. Ở đây thì em có một con lọc nguồn 30A của Nhật Bản này, 30A của Lambda Noise Filter Japan này. Đây, 30A này, đó, của Nhật, giá 480.000 đồng nhá. 480.000 đồng một con như này, đó, khá là to tướng. Tiếp theo là một con lọc của Hàn Quốc này, nhìn khá là đẹp. Giá là 260.000 đồng nhá. 260.000 đồng một con nhá. Đấy, con này thì 20A, 20A thôi. Anh em có thể sử dụng được điện 220V hoặc là 380V nhá.
Con này thì sử dụng được cả 380V, nhưng mà con này chỉ sử dụng được 220V thôi nhá. Đấy, con này sử dụng được cả đây, công suất lớn nhất là 440V này, 20A này. Nó thế nên mà nó sử dụng được 220V này và 380V đều được nhá, 20A. Giá là 260.000 đồng, 260.000 đồng một cái con lọc này nhá, khá là to, hàng BAT của Hàn Quốc. Rồi, tiếp theo là mã S39 này, có giá là 350.000 đồng một cái nguồn tổ ong, MV kép nhá, Manwell của Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc ạ. Điện đầu vào là 220V và điện đầu ra là 12V 29A nha, 12V 29A. Ở đây anh em có thể sử dụng được điện 110 hoặc 220V đều được nhé. Ở đây có một công tắc gạt này. Đấy, ở đây nó đang ghi là 230V, có nghĩa là anh em sử dụng được điện, 230V nhé. Còn anh em gạt sang, nó chuyển sang là 120 thì anh em sử dụng điện 110 nhé. Đấy. Điện đầu ra là 12V 29A. S39 có giá là 350.000 đồng một cái nha anh em. Anh em làm camera hay dùng con này nhất nhé. Mà S39 350.000 đồng một con nhé. Tiếp theo là mã S40 này, anh em làm cam vẫn hay sử dụng này. Con này là 48V 8,3A nhé. Giá là 300.000 đồng cho anh em nhé, 48V 8,5A. Tiếp theo là mã S41 này, có giá là 320.000 đồng. Con này thì cũng sử dụng điện 100 hoặc 220V, gạt cái nút ở đây nhé. Đấy. Điện đầu ra là 36V 9,7A nhé, 36V 9,7A, tổng công suất là 350W nhé. Đấy, anh em lưu ý nhé, anh em mà chưa biết sử dụng về cái nguyên lý của cái công tắc này ấy, thì anh em nên inbox cho em nhé, để tránh cái trường hợp anh em làm đấu sai điện nó gây là cháy nổ nhé. Và anh em lưu ý nhé, khi mà mở hàng hoặc là khi mà nhận hàng, anh em lưu ý quay lại video giúp em khi mà nhận hàng nhé. Còn khi mà không quay cái video mà khi nhận hàng ấy, thì em không giải quyết cái vấn đề hư hỏng nhé, lỗi đổi trả anh em nhé. Đấy, mã S41 này 320.000 đồng, 320.000 đồng một con này. Tiếp theo là mã S42 này, chỉ có giá là 500.000 đồng, 500.000 đồng một con nguồn TDK Lambada sản xuất tại Malaysia nhé. TDK Lambada sản xuất tại Malaysia, điện đầu vào là 100 đến 240V này, dây điện này rộng nhé. Và điện đầu ra là 24V 25A nhé, 24V 25A này. Cọc ra rất là to này. Điện đầu vào là L và N này, mát đã tiếp sẵn này. Đấy, giá là 500.000 đồng, mã S42 nhé, mã S42. Tiếp theo là mã S43 nhé. Mã S43 em có những cái bộ cánh cửa này. Cánh cửa này thì thực chất là nó đang nằm ngang, nó đang nằm ngang này. Đây có lỗ bắt ốc sẵn này, lỗ bắt bản lề sẵn này. Còn anh em về có thể dựng đứng nhé, anh em dựng đứng cũng được. Đấy, nó không quan trọng đâu. Đây là ở nhà máy nó lắp nằm ngang thôi, mình về mình dựng đứng vẫn sử dụng bình thường. Đấy, anh em về khoan lại hai con lỗ ở đây là anh em sử dụng nhôm khoan rất là dễ nhé. Đấy. Mã S43 này 170.000 đồng một cánh nhé. Đấy, kích thước cánh là dài là 65,7cm này, rộng là 31cm nhé. Số lượng thì em có 5 cánh, độ dày cánh thì theo thanh nhôm thôi là 2cm. Đấy, ở giữa thì nó sẽ có một cái lỗ như thế này thôi. Đấy. Và có một số vấn đề như xước sát thì không thể tránh khỏi được, vì hàng bãi mà, hàng tháo máy mà, nó sẽ có xước sát anh em nhé. Đấy, mã S43 170.000 đồng cái cánh này nhé. 170.000 đồng em có 5 cánh đấy. Tiếp theo ở đây là mã S44 này, sẽ có giá là 40.000 đồng một thanh nhé, 40.000 đồng một thanh. Ở đây thì em có những thanh nhôm dài là 54,8cm nhé, 54,8cm. Thanh kích thước là 3 x 1,5 nhé. 40.000 đồng một thanh mã S44 nhé. Ở đây thì em có 28 thanh nhé, em có 8 thanh nha anh em nhé. Ở ngoài ra thì thanh nhôm định hình 3 x 3 nhé, bên em số lượng vẫn khá là nhiều.
Đấy, anh em mua thoải mái nhé. Anh em cần số lượng nhôm 3 vẫn có nhé, nhôm vuông 3 này, nhôm vuông 3 nhân 3 nhé. Đấy. Và hàng thì có nhiều nên mà những cái kích thước á, em sẽ không bày ra đây. Cái hàng này có ít này em bày nhé. À, hàng nhôm 3 không có nhiều nên mà em sẽ ghi từng kích thước ở đây cho anh em cho dễ nhìn nhé. Đây, nhôm 3 này, giá là một thanh nhé. Chiều dài là 67,5 này, là 70.000 đồng một thanh này. Dày 70,5 này, 73 và 74,5 này, ba cái kích thước này nhá là sẽ đồng giá là 75.000 đồng một thanh. Đấy, tiếp theo là ba cái kích thước này, 83, 80 này, 83 và 84,5 thì đồng giá là 85.000 đồng một thanh nhá. Đấy. Kích thước dài 91 cm này là 90.000 đồng một thanh này. 98 cm thì là 100.000 đồng một thanh nhá. Đấy, 114 cm này là 120.000 đồng một thanh này. 123 cm này là 130.000 đồng một thanh này. 135,5 này và 138 cm thì đồng giá là 145.000 đồng một thanh nhá. Đấy, nó dài là 144 cm thì là 150.000 đồng một thanh. Dài 158 thì là 160.000 đồng một thanh. Dài 162 cm là 165.000 đồng một thanh. Dài 184 cm thì là 180.000 đồng một thanh nhá. Dài 191 thì là 190.000 đồng một thanh nhá. Và dài 198 cm thì là 200.000 đồng một thanh nhá. Rất là nhiều kích thước, dài từ ngắn tới dài nhá. Anh em cần kích thước như nào thì có thể nhắn tin qua Zalo, inbox cho em Huệ nhá anh em nhá. Tiếp theo ở đây là mã S45 nhá. Mã S45 thì em vẫn còn những cái bình inox như thế này này. Bình inox bên trong là cái chỗ này là cái khu vực của nó là than hoạt tính nhá. Than hoạt tính anh em nhá. Anh em về có thể tháo ra này, bỏ cái khu vực than này anh em về chế thành những cái bể lọc, bể cá này các kiểu nhá. Bể lọc nước, bể cá các kiểu cho anh em. Đấy. À, kích thước bên trong của nó sẽ là 22 nhỉ, nhân với 16 nhá, 22 nhân với 16 nhá. Đấy, đây là kích thước lồng bên trong. Còn cái kích thước của mình cái lồng này này, ở bên ngoài nó sẽ là 28 nhá, tại vì ở đây nó nhô ra này, 28 này. Rộng là 19,5 này và chiều cao 17 cm nhé. Ở đây này nó sẽ ở bên ngoài nó sẽ có hai cụm van to này, hai cụm van này này. Đấy, hai cụm van và đường ống, cụm van này cụm van 50 cơ, rất là to. À, nhưng mà anh em về không thể tháo rời để sử dụng được tại vì nó hàn thêm một nó hàn vào là cái đường ống như này rồi này, hàn vào đường ống này và ở trong đây nó hàn ra một cái mặt bích này. Đây. Nó hơi nặng một chút anh em nhé. Đây, nó hàn ra một mặt bích như này này. Đấy, anh em về thì chỉ lấy được từ mặt bích trở ra thôi. Đấy. Thế nên là những cái như thế này ở trong nhà máy họ kết nối bằng những cái ống mềm ấy, những cái ống dẫn khí mềm như thế này vào những cái đầu như thế này thì mình về thì mình cũng có thể là chế lại sử dụng những cái ống mềm hoặc để không quay đầu cho nó chảy xuống thôi. Đấy, mình làm hai cái tầng lọc, hai cái vòi lọc nhá. Đây, cái đầu này thì to hơn này, cái đầu này thì to hơn, mình có thể là bơm nước lên vào đây để cho nó lọc qua đây, đầu này nó chảy xuống bể cá, từ đấy nó tạo thành những cái dòng suối, nó tạo thành oxy luôn. Đấy, mình đỡ cần máy sục nhá, rất là tiện. Đấy, mà S45 nhá, 700.000 đồng một cái hộp inox như thế này nhá. Đấy, kích thước chiều dài tổng thể cả bên ngoài nó sẽ là 55 cm anh em nhá, dài tổng thể bên ngoài 55 cm. Đấy. Ở ngoài ra thì ở đây thì em có rất là nhiều những con biến áp cách ly này của Nhật nhá. Đây, con biến áp 4 kVA nhá. Con kia to nhất là 4 kVA này, là sử dụng điện 220V ra 220V nhá. Có nghĩa là nó cách ly điện 220V đấy. Cách ly cho cả một cái khu vực công suất là 4 kVA 4000W anh em nhá. Đấy. Đấy. Và một con này điện vào là 200V nhá. Điện ra là 100V, điện vào là 200V này, điện ra là 100V, công suất là 1500 VA. Đấy, có nghĩa là 1,5 kVA, 1500W nhé. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật anh em nhé. Còn con này thì cũng là 200 này, con này 220 này, 200 này, ra 100 này. Đấy, con này thì hai điện đầu vào 220 hoặc là 200V, ra là 100V anh em nhé, cho những anh em sử dụng loa đài của Nhật nhé, hàng Made in Japan nhé, to tướng luôn.
Con này cũng thế nhá, rất là nhiều công suất to nhỏ nữa nhá. Anh em cần thì inbox cho em. Đấy. Rồi tiếp theo ở đây là mã S46 này. Em có những cái máng bằng cái máng hoặc là cái khay bằng inox cho anh em nhé. Giá là 200.000 đồng. Đấy, thường thì những cái khay đẹp là 220.000 đồng. Thì bán hết khay đẹp rồi. Bây giờ còn vài cái khay nó bị móp một chút thôi. Đây, này em còn những cái khay nó bị do vận chuyển này, nó bị móp một chút này. Để anh em nhìn thấy này, nó móp một chút này. Đấy. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhé. Hàng inox mà, inox kể cả có móp thì nó vẫn đẹp thôi. Đấy. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 83,5 cm nhé. Chiều rộng ở đây là 26,5 cm nhé. Anh em về có thể chế cháo này, lắp đặt này. Rất là tiện và rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Ở đây thì có những cái ngăn này. Anh em đây là thực ra là nó để gia cố cho nó chắc chắn, cho nó đỡ võng thôi. Anh em về có tận dụng ngửa lên thì làm những cái khay đồ nhé. Đấy, rất là tiện. Đấy, mã S46 có giá là 200.000 đồng nhé, 200.000 đồng một cái nhé. Và em cũng và có số lượng anh em nhé. Tiếp theo ở đây là mã S47 này, sẽ có giá là 140.000 đồng. 140.000 đồng một cái nhé. Đấy, 140.000 đồng một cái. Ở đây thì anh em chế những cái khay nhé. Cái khay có chiều dài là 65 cm này, chiều rộng ở đây là 24 cm nhé. Đấy. À, hình dáng của nó sẽ được gấp khúc như thế này. À, vị trí này thì anh em có thể có những cái lỗ ở đây rồi, anh em sẽ gắn những con ốc vào đây. Này, nó thuộc dạng khay như thế này nhé. Mã S47 nhé, 140.000 đồng, 140.000 đồng một cái như thế này, 140.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo là mã S48 này. Đấy, mã S48 có giá là 1.300.000 đồng nhá, 1.300.000 đồng. Đây là em có một cái bình inox nhá. Đấy, bình bằng inox này nó không ghi thông tin bên trên. Đấy, không thấy ghi số lít ở đây cả anh em nhá. Đấy, không thấy ghi số lít thì anh em mình đo kích thước và tính ra số lít thôi. Đấy, kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 44 cm này. 44 cm nhá. Đấy. Đường kính của bình nó sẽ là vào 18 nhé, 18 cm nhé. Đường kính của bình nó sẽ là vào 18 cm. Và chiều cao tổng thể của bình nó sẽ là 27-28 cm nhé. Đấy. Dài là 44 này, đường kính là 18 đấy. Anh em có thể tính ra được cái lít nhé. Đấy, nó rơi vào khoảng 10 lít. Đấy là em tính khoảng 10 lít nhé. 10 lít là ít đấy, em tính đang hụt đấy. Tại vì cái tính toán về cái phần lít này, ngày xưa em học dốt toán đó. Tiền thì tính nhanh thôi, nhưng mà tính cái lít này thì nó hơi dốt một chút nhé. Đấy, anh em có thể tính nhé. Tính hộ em vậy. Đấy, mà S48 nhé, là 1.300.000 đồng một phần bình bằng inox này. Là cái chân nó rất là dày anh em nhé. Đây anh em nhé, chân cực dày này. Đó, chân được chân này nó không phải là chân rỗng mà chân đặc luôn này. Chân đặc như thế này này. Cái bán rộng của chân nó là 20 cm. Và độ dày này, độ dày của inox nó sẽ là 5 mm anh em nhé. Độ dày của cái inox này nó sẽ 5 mm. Đấy. Rồi, mã S48 1.300.000 đồng cho anh em nhé. Tiếp theo là mã S49 này. Em có những cái bình lọc, những cái bình lọc của bình lọc nước anh em nhé. Đấy, những cái bình lọc nước này anh em có thể về thay lõi. Đấy, thay lõi nhá. Thay lõi, lõi này thì rất thông dụng thôi. Và kích thước chiều dài của nó này, kích thước chiều dài của nó sẽ là 36 cm nhá, 36 cm. Đấy, đường kính ở đây là 9 cm nhá, đường kính 9 cm. Ở đây này có một cái vòi gọi xả cặn này, nếu mà xả anh em thấy nước hơi đục một chút anh em có thể thay lõi nhá. Đấy. Mã S49 này có giá là 780.000 đồng một cái bình. Đấy, bình lọc anh em nhé, bình lọc. Đấy.
À, bình lọc này thì có kèm chân anh em nhé, có kèm chân nhé. Đấy, bình lọc thì có kèm chân cho anh em nhé, kèm chân bằng inox nhé, rất là dài như thế này này. Đấy, mã S49 là 780.000 đồng một bình nhé, 780.000 đồng một bình. Đấy, bình lọc nước đầu vào anh em nhé. Tiếp theo là mã S50 này, mã S50 có giá là 320.000 đồng, 320.000 đồng một cái bình khí của SMC nhé. Bình khí của SMC dung tích của nó là 5 lít nhé. Bình khí của SMC 5 lít. SMC này thì sản xuất tại Trung Quốc nhé. Đấy. Bình khí SMC của Trung Quốc sản xuất nhé. À, sản xuất tại Trung Quốc nhé. À, dung tích của nó là 5 lít và chịu đựng là 1.5 MPa nhé. 15 cân anh em nhé. À, kích thước bình này, chiều dài là 35cm nhé. Đường kính bình là 15cm nhé. Và chiều cao bình ở đây sẽ là 27cm lên đến đầu này anh em nhé. Mã S50 sẽ có giá là 320.000 đồng, 320.000 đồng một bình cho anh em nhé. Thì nhà cái tem của SMC này nó mờ mất rồi. Cái tem của chữ SMC này còn mỗi chữ SMC thôi. Còn đây lại là cái tem của Trung Quốc gắn thêm vào đây nhá. Đấy, còn mỗi cái tem của Trung Quốc này, sản xuất tại Thượng Hải luôn anh em nhá. Sản xuất tại Thượng Hải thì rất là ok luôn. Đấy, mã S50 320.000 đồng một bình anh em nhá. Đấy. À, tiếp theo ở đây thì em có những cái tấm inox này, tấm inox có đục lỗ sẵn này, anh em có thể về làm những cái gá để đồ bằng cái những cái tấm này nhá. Inox thì rất là bền. À, kích thước của nó sẽ dài là 1m01 này, rộng 59 này, 1m01 có nghĩa là 101cm này, và rộng là 59cm nhé, và độ dày của nó là 2mm nhé. Đấy, bốn cạnh thì đều có khoét những cái lỗ như thế này nhé. Đấy. À, anh em thì em có nhiều nhé, em có khoảng 8 tấm như thế này. Đấy, 8 tấm inox như thế này giá là 530.000 đồng một tấm cho anh em nhé, 530.000 đồng một tấm cho anh em. Đó. À, tiếp theo ở đây thì em có rất là nhiều những tấm phíp nữa nhé. Đây, em có rất là nhiều những cái tấm phíp này. Đây, phíp cam số 5 này, giá là 50.000 đồng một thanh này. Phíp cam số 5 này, có giá là 50.000 đồng một thanh nhé. Kích thước chiều dài là 67cm này. Đây, rộng là 6 này. Đây, rộng là 6 này. Rộng này là 5,8 nhé, chưa được 6 anh em nhé. 5,8cm này. 5,8cm nhé. Đấy, à, độ dày là 8mm nhé. Đấy, giá là 50.000 đồng một thanh như thế này. Thanh dài 67cm nhé. Cho là 65 đi anh em, về có thể cắt gọt chia đôi ra thì nó còn lại 65. Đấy, cái phần cắt gọt đi anh em về có thể tự cắt nhé, tự cắt ngắn lại. Đó, 50.000 đồng một thanh nhé. Giá là 50.000 đồng một thanh mã phíp cam số 5 này. Kích thước này 67cm này, rộng là 5,8 này, và độ dày là 8mm nhé. Đấy, giá là 50.000 đồng một thanh, có số lượng khoảng 20 thanh cho anh em nhé. Tiếp theo ở đây em có mã tấm số 1 này, tấm phíp số 1 này giá là 220.000 đồng một tấm này. Kích thước chiều dài là 70cm này, chiều rộng là 29 nhé, và độ dày là 8mm nhé. Cái chiều rộng này này, nó sẽ xi dịch khoảng vài mm nhé. Đây, ở đây nó là 29,3 này, 29,3 và 29,5. Đấy, thì em làm tròn xuống còn 29 để anh em về có thể cắt gọt cho nó dễ nhá, vừa cái kích thước của mình nhá. Đấy. Ừ, anh em nào mua 2-3 tấm thì em sẽ chọn cho kích thước giống nhau nhá. Đấy. Mã phíp số 1 này 220.000 đồng một tấm nhá. Kích thước dài 70, rộng 29 và độ dày là 0,8 nhá. À, số lượng thì có nhiều nên anh em mua nhiều vẫn có anh em nhé. Tiếp theo là tấm phíp số 2 này, có giá là 260.000 đồng này. À, kích thước của nó là dài 82 này, chiều rộng thì cũng 29 nhé. Nó xây dịch khoảng 29,3, 29,5, 29,6 nhé. Đấy, dài 82, rộng 29 và độ dày vẫn là 8mm nhé. Số lượng thì có 10 tấm anh em nhé. Số lượng thì có 10 tấm. Mã phíp cam số 2 260.000 đồng anh em nhé. 260.000 đồng một tấm. Phíp khá là đẹp nhé. Không có lỗ nhé. Không có lỗ, không có liếc gì hết. Tiếp theo ở đây là mã phíp số 3 này.
Fit cam số 3 này có giá là 480.000 đồng này. Kích thước của nó dài là 1m53 này, rộng cũng là 29 nhé. Cái chiều này này, một lô nó rộng như nhau, rộng 29 nó xê dịch khoảng vài mm nhé. Thì sẽ chọn anh em mua nhiều thì sẽ chọn những cái kích thước giống nhau, dài 20, rộng 29 này và độ dày là 8mm nhé. Số lượng thì khoảng 20 tấm anh em nhé. Giá là 480.000 đồng một tấm cho anh em. Hàng đây. Hàng Takeo Line này. Takeo Line này, hàng này thì sản xuất tại Đài Loan anh em nhé, nhưng mà công ty của nó là công ty Fukamira này. Đấy, của Nhật Bản nhé, công ty của Nhật Bản đặt tại Đài Loan anh em nhé. Đấy. Ở đây thì em có những cái tấm nhôm to này anh em nhé. Tấm nhôm đây là tấm nhôm số 4 này. Có giá là 1.100.000 đồng anh em nhé. Kích thước dài là 67,8 này, rộng là 55,5 này và độ dày là 1,2 cm nhé. Đấy, đây là hình dáng của nó này. Đó. Tiếp theo ở đây này, đây là cái tấm số 1 này. Tấm số 1 này thì có kích thước này. Dài là 73,8 này, rộng là 68,5 này và độ dày là 5mm này, giá là 700.000 đồng. Đây, anh em nhìn thấy này, đó kích thước của nó nhé. Đấy. Ở đây là tấm số 2 này, có giá là 1.800.000 đồng này, kích thước là 90 này, dài là 90cm này, rộng 56cm này và độ dày là 1,2cm nhé. Đây này, anh em nhìn thấy này, đó cái tấm nhôm của nó. Đấy. Ngoài ra ở đây thì em có thêm một cái tấm hình tròn nữa này. Đây anh em, những cái tấm nhôm hình tròn này. Đấy, ở đây thì em có thêm một cái tấm hình tròn nhé. Anh em nhìn thấy tấm hình tròn này là nó rất là dày và rất là nặng anh em nhé. Tấm hình tròn này này, nó sẽ dày là 2,5cm. Tấm hình tròn này dày 2,5cm nhé. Và đường kính này, đường kính của nó sẽ là 80cm. Đường kính 80 nhé, sẽ có 3 cái lỗ ở bên trên họ lắp thiết bị thì sẽ có 3 cái lỗ bên trên nhé. Một mặt thì nó có cái dấu vết là quay như thế này này. Đấy, có vết quay như thế này này. Và còn một mặt thì khá là đẹp anh em nhé. Mặt đường sau này khá là đẹp. Còn mặt này thì nó đặt ở thiết bị, cho nên mà có cái dấu vết quay này. Anh em nhìn thấy, có thể nhìn thấy vòng vòng anh em nhé. Đấy. Rồi, anh em mua hàng thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 000 anh em nhé. Rồi, video hôm nay thì em xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.